Mới chào tất cả quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh Thích Trồng Lan của bé. Thì hiện tại em đang ngồi trong khuôn viên của vườn lan em. Và sẵn tiện đây, bên em mới ra một cái mẫu chậu để mà trồng kiếm bằng gỗ sao rất là đẹp. Thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà luôn ạ. Mời mọi người cùng đón xem nha. Vâng ạ, mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái tác phẩm rất là đẹp. Và tác phẩm này thì do một nghệ nhân làm ra ạ. Những cái cây kiếm này thì mới được trồng thôi đó. Và nếu mà anh chị mình thấy đi, nếu mà mình có thể xịt thêm một chút PU nữa là nó sẽ rất là bóng và đẹp. Và nó được làm nguyên khối và nguyên bản, không có ghép nha. Đấy, rất rất là dày luôn mọi người. Nó ở trong thì nó khuyết một lỗ ở trước thôi, nhưng mà ở dưới thì nó rất là nguyên bản, nguyên khối. Và cái hình dáng của nó là giống như là một cái chiếc ly khổng lồ đó cả nhà. Đấy. Và phía dưới đế là nó sẽ có những cái chân, nhưng mà nó được uốn éo, trông rất là đẹp. Mọi người đánh giá tác phẩm này được mấy điểm ạ? Mời mọi người bình luận ở phía dưới nha. Và đây là một cái cây kiếm vàng Ninh Hòa, còn được gọi là kiếm xanh Thái, mới vừa chớm nở bên công ty em. Thì bây giờ em mời cả nhà mình cùng xem hoa của kiếm và cùng nhìn những cái bản lá của cây kiếm này nha. Xin mời ạ. Video ngày hôm nay, mời cả nhà mình cùng nhìn ngắm những tiểu cảnh, tiểu hồ điệp bên em. Và anh chị mình ơi, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh Thích Trồng Lan nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.